Thưa quý vị, chiều nay 1 tháng 12, tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhũ Medic Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho đoàn công tác Bệnh viện Lê Giang Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận sự đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Xuân Thu Dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhũ Medic Bạc Liêu cảm ơn sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực, kinh nghiệm cũng như trang thiết bị y tế của đoàn công tác Bệnh viện Lê Giang Thịnh trong công tác phòng chống điều trị dịch bệnh COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhũ nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Xuân Thu Dân biểu dương và ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của đoàn công tác Bệnh viện Lê Giang Thịnh trong xét nghiệm điều trị COVID-19 giúp giảm áp lực cho ngành y tế địa phương. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhũ Medic. Dù là bệnh viện tư nhân, nhưng khi được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi, đơn vị đã hưởng ứng chung tay cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng thời gian tới, Bệnh viện Lê Giang Thịnh cùng Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhũ Medic Bạc Liêu tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa Bạc Liêu trở lại trạng thái bình thường mới. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho đoàn công tác Bệnh viện Lê Giang Thịnh vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và tặng 1.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhũ Medic Bạc Liêu.